9 loại đàn ông phá nát cuộc đời phụ nữ. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, có những người làm bạn bè với họ rất vui, rất thú vị, hoặc có thể khiến đối phương rất mãn nguyện khi lên giường. Nhưng chị em nên nhớ là bạn và là chồng là hai phạm trù hoàn toàn không giống nhau. Lấy chồng là chuyện hệ trọng cả đời, không giống như mua xe tậu nhà, thích đổi là được. Vậy nên chị em phải cân nhắc kỹ và nhớ rằng hãy tránh xa 9 kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng này nhé. 1. Đàn ông quá giỏi ăn nói. Đàn ông quá giỏi ăn nói hay đi kèm với tính đào hoa lăng nhăng, đừng bao giờ kỳ vọng mình là chạm dừng chân cuối cùng hay tự huyễn hoặc rằng anh ấy chỉ dành những lời nói có cánh cho bạn. Người đàn ông quá khéo ăn khéo nói sẽ thuyết phục các cô gái khác và có cả tá vệ tinh luôn vây quanh chàng. Vậy nên tuyệt đối đừng lấy những người đàn ông quá dẻo miệng làm chồng. Đừng tự làm khổ mình khi gắn bó với một người mà luôn phải lo lắng, dõi theo họ xem có ngoại tình hay không. 2. Đàn ông quá đẹp trai. Người đàn ông đẹp trai sẽ hấp dẫn hầu hết phụ nữ, thậm chí khiến phụ nữ ăn không ngon, ngủ không yên. Dù không có tính lăng nhăng nhưng chính vẻ đẹp trai của anh ta lại vô tình gây chuyện thị phi. Cộng thêm họ có chút tài năng, tán tỉnh sẽ làm cho bao cô gái phải mê mệt. Ngoài ra, đàn ông đẹp trai thường đầy tự phụ, tự mãn nên rất khó để giao tiếp với họ. Họ thích sống trong thế giới của riêng mình, không muốn chia sẻ với người khác. Vậy nên, nếu một người phụ nữ gặp người đàn ông như trên, có thể coi đó là một bộ thời trang hợp mốt, mặc thử rồi sau đó có thể tìm bộ khác đẹp hơn. 3. Đàn ông vũ phu. Trong hôn nhân, vợ chồng mâu thuẫn là chuyện thường, nhưng chuyện cứ cãi nhau lại dùng vũ lực thì không thể nào chấp nhận được. Phụ nữ nên hiểu, đàn ông yêu bạn thì đến một vết xơ trên người bạn, anh ấy cũng không muốn có. Nói gì là vết đánh thương tổn. Đàn ông một khi biết đánh bạn để thỏa cơn tức thì không bao giờ có thể yêu thương và cưng chiều bạn được nữa. Đàn ông vũ phu rồi thì đến chết cũng không thay đổi được, đừng tốn công. Đàn ông đánh phụ nữ không chỉ là kẻ tồi mà còn là hèn. Người ta đánh trận với người yếu sức hơn mình đã là không quân tử. Đánh người đầu gối tay ấp với mình thì càng tệ hơn. Anh ta đánh được một lần, chắc chắn sẽ đánh được lần thứ hai, lần thứ ba và ngày càng sẽ có nhiều hơn, nặng tay hơn. Tình yêu chân chính sẽ không bao giờ làm thương tổn đối phương, nên nếu một người sẵn sàng làm tổn hại đến thể chất, tinh thần, sức khỏe của bạn vì cơn giận đến, vì ghen, vì lỡ tay hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác đều không xứng đáng được tha thứ. 4. Đàn ông quá coi trọng sự nghiệp. Phụ nữ thường bị quyến rũ bởi người đàn ông có sự nghiệp, có danh tiếng, nhưng cuộc sống hiện đại lại đang cần những người biết đeo tạp dề vào bếp rửa bát, biết đưa đón con đi học, giúp vợ vì cuộc sống không thể ngày nào cũng hội họp tin tức. Những người đàn ông luôn tham vọng theo đuổi sự nghiệp sẽ thường quen với sự cạnh tranh trên thương trường, quen với sự ngưỡng mộ của mọi người. Vậy nên khi mất đi tất cả, họ sẽ trở nên suy sụp, u sầu, làm cuộc sống mất cân bằng. 5. Đàn ông cờ bạc. Lấy phải người chồng cờ bạc, phụ nữ sẽ không có nổi một ngày yên thân vì bản thân không chỉ làm nuôi chồng, nuôi con mà còn nuôi cả chủ nợ của chồng. Nợ vì đi học, vì làm ăn, vì xây nhà, còn mong có ngày trả hết, chứ còn nợ do tiền bạc thì trả cả đời vẫn không xong. Tốt nhất đừng tin vào những lời hứa hẹn sẽ thay đổi, chỉ có bản thân bạn sẽ đổi đời nếu lấy phải người chồng có máu đỏ đen. 6. Đàn ông keo kiệt. Bất kể anh ta nhiều tiền hay ít tiền, nếu anh ta keo kiệt, chị em nên dừng lại càng sớm càng tốt. Hãy phân biệt giữa tiết kiệm và keo kiệt. Một người tiết kiệm luôn cân nhắc trước khi chi tiền, không hoang phí, nhưng sẵn sàng chi tiêu nếu cần thiết và không tính toán so đo với người khác. Một người keo kiệt là không bao giờ muốn chi, luôn tranh thủ những thứ càng rẻ càng tốt và luôn so kè với những và luôn so kè từng cắc từng xu với mọi người. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ được anh ta đối xử đặc biệt. Khi kết hôn và về chung một nhà, bạn đi chợ để về đưa lại tiền thừa mà chỉ cần thiếu 2.000 đồng thôi là cũng không yên thân. Vậy nên tốt nhất nên tránh xa kiểu đàn ông này.
7. Đàn ông nghiện rượu. Tương tự như cờ bạc, nhậu nhẹt, rượu chè là thói quen khó bỏ và kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Đàn ông mê nhậu thì sẽ vì rượu mà bỏ bê công việc, bỏ bê con cái, đổi tính, đổi nết, làm việc thiếu suy nghĩ và tổn hại sức khỏe một cách nghiêm trọng. Nếu một người không thể lo nổi cho chính mình thì còn trông mong gì vào việc anh ta cùng chung vai gánh vác gia đình. Phụ nữ chúng ta lo cho con là đủ rồi, không cần phải lo cho cả một ông chồng lớn xác. 8. Hoàn cảnh sống quá khác nhau. Chỉ với 4 chữ môn đăng hộ đối thôi thì cũng đủ để khái quát tất cả. Thành phố, nông thôn, giàu có, nghèo nàn, môi trường sống tạo nên những con người khác nhau, đặc biệt là đàn ông. Cái khác đó mạnh mẽ và rất khó quy thuận, dung hòa. Chính vì thế, môn không đăng, hộ không đối sẽ khó có thể đi cùng một đường. 9. Chênh lệch quá nhiều về học vấn. Tuyệt đối đừng bao giờ coi thường học vấn, vì nếu quá cao hoặc quá thấp thì tư tưởng sẽ hoàn toàn khác nhau. Lấy một người đàn ông có học vấn quá cao, họ sẽ chia những điều cao siêu quá khiến bạn. Họ sẽ chỉ nói những điều cao siêu quá khiến bạn không hiểu. Còn với những người kém hơn bạn thì cũng có những quan điểm mà vợ không thể nào hiểu nổi. Quý vị thân mến, trong thời điểm quyết định kết hôn, người phụ nữ nào cũng mong cuộc hôn nhân của mình sau này sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, phụ nữ có thể hạnh phúc trong hôn nhân hay không lại liên quan mật thiết đến chuyện họ lựa chọn đàn ông thế nào. Hoàn toàn không phải bạn muốn là mọi chuyện sẽ vận hành theo ý muốn của mình. Trên thực tế, có nhiều phụ nữ trong quá trình yêu và tìm hiểu chưa biết gì về đối phương, để cuối cùng chính vì sự thiếu hiểu biết đó đã khiến cho hôn nhân trở nên bế tắc. Bởi vậy, hãy lựa chọn kỹ càng đối tượng mình muốn gắn bó suốt đời. Muốn hôn nhân hạnh phúc thì việc chọn đúng người là vô cùng quan trọng. Sau đây là 4 kiểu đàn ông xứng đáng để phụ nữ lựa chọn, cưới nhau về đời sống ngày càng hạnh phúc. 1. Người đàn ông tốt tính. Hôn nhân sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài, đầy những thói quen lặp đi lặp lại và những điều bình thường không có gì mới mẻ. Vì vậy, vợ chồng không tránh khỏi nhiều lúc khúc mắc, xích mích trong cuộc sống. Hơn nữa, các mâu thuẫn xung đột cũng dễ dàng nảy sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chọn được đối tượng dễ tính, dễ hòa hợp dài lâu. Bình thường, phụ nữ ít khi coi sự tốt tính của đàn ông là ưu điểm. Họ cho rằng đàn ông có khí phách là nam tính, đàn ông nóng nảy cáu giận là một phần của sự ngầu. Chính vì điều này mà các cuộc hôn nhân sau đó đều khó hạnh phúc. Bởi vậy, nếu được chọn lựa, hãy chọn đàn ông tốt tính. 2. Đàn ông luôn tự mình vươn lên. Hôn nhân không phải là những ngày cơm no áo ấm, thoải mái với cuộc sống gia đình. Hôn nhân là hiện thực, là việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, là các mối quan hệ đan xen và cách thức để giải quyết các mối quan hệ đó. Người ta nói, phú quý sinh lễ nghĩa. Người có một nền kinh tế vững vàng thì chuyện đối nội đối ngoại giải quyết các vấn đề mâu thuẫn cũng trở nên dễ dàng hơn. Bởi vậy, trong hôn nhân cần có vật chất và của cải của một phần nền tảng. Là một phần của nền tảng. Người đàn ông cần tự thân vận động vươn lên phía trước. Nếu như anh ta lười biếng, nhàn rỗi thì khó tạo dựng được hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ khi chọn đàn ông lại bỏ qua điều này. Họ chủ quan cho rằng khi có gánh nặng trên vai, cần thể hiện trách nhiệm thì đàn ông sẽ tự thay đổi. Trong thực tế, đừng bao giờ suy đoán điều chưa xảy ra. Thay vào đó, hãy chọn người đàn ông chăm chỉ trong công việc, có khả năng gánh vác và thể hiện trách nhiệm của mình trong cuộc sống, cũng như trong mối quan hệ của cả hai. 3. Người đàn ông có nhân cách tốt. Nhân cách thực sự quan trọng trong hôn nhân, thậm chí có thể nói rằng khi chọn người kết hôn thì nhân cách còn quan trọng hơn cả tình cảm nữa. Bạn phải biết rồi. Cảm giác tình yêu có rất nhiều biến cố, nhưng nhân cách con người có tính lâu dài hơn. Việc khi đang yêu, vì tình cảm mà mù quáng, bỏ qua toàn bộ những thói hư tật xấu của người đàn ông là suy nghĩ cực kỳ sai lầm của nhiều phụ nữ. Yêu thì có thể mộng mơ, nhưng kết hôn thì nên tỉnh táo, đừng để phán đoán sai lầm ảnh hưởng đến cả cuộc hôn nhân sau này. 4. Một người đàn ông hiếu thảo. Chúng ta thường nói chữ hiếu làm đầu. Một người đàn ông hiếu thảo thường rất giàu lòng yêu thương, rất biết ơn những ai đã mang đến cho mình sự tốt đẹp trong cuộc sống.
Nó là một phẩm chất cần thiết cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Từ sự biết cách thể hiện sự biết ơn đó, đàn ông sẽ yêu thương, chiều chuộng phụ nữ và đồng thời cũng thể hiện mình là kiểu người tình cảm, sống biết trước, biết sau. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nên chú ý đến mức độ hiếu thảo. Một số đàn ông hiếu thảo với cha mẹ quá mức, đôi lúc là lấn át cán cân công bằng trong việc đối xử với nhà vợ và làm tổn hại đến tình cảm gia đình. Và đương nhiên, người đàn ông bất hiếu, chẳng bao giờ để tâm đến cha mẹ họ thì nên tránh xa. Đối với phụ nữ, bốn kiểu đàn ông trên là những lựa chọn an toàn cho việc kết hôn.